Xin chào anh em nhé, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Anh em nên thì còn bố chất nữa không anh em ơi? Màu gần như đổ lân rồi anh em ạ. Anh em nhìn thì còn màu nhìn này mà đã biết là màu đổ lân rồi anh em nhé. Mà con này má đỏ cực to anh em ạ, lông mỏng dính, đoàn dài. Con này hế lúc em bẫy được thì gỡ không may rụng gần hết lông đuôi anh em ạ, còn có 3 cái thôi. Mặt cực kỳ dữ luôn anh em ạ. Cái má đỏ con này to dã man anh em nhé. To không anh em ơi, quá to luôn anh em ạ. Đây, hầu bò anh em ạ, màu gần như đổ lân kim ấy, yếm đậm hầu bò. Đây, giọng khá hay luôn anh em nhé. Này thì em bẫy từ sáng sớm anh em ạ, nhưng mà sáng sớm quay nó sương mù đấy anh em, nên nó không được rõ mà, nên em cắt đoạn đấy đi anh em ạ. Anh em nhìn kết không? Đó, không may em gỡ thì bị rụng mất gần hết lông đuôi, còn có 3 cái thôi. Để giao lưu cho anh em về cột nhá. Là em giao lưu anh em với giá là 1,5 triệu anh em nhá. Cực kỳ chất lượng luôn cho anh em, lông mỏng đoàn dài. Con này mau lắm anh em ạ. Ngoài em thời tiết thì nó mưa phùn đấy anh em, trời âm u nên là con chim nó không được căng đét được. Con này đảm bảo về anh em gột là ok, rất là ok luôn anh em ạ. Nói chung đi thời tiết này mà kiếm được con đấu là khá là ít rồi anh em ạ. Hầu bò to luôn. Đây là clip sập, em quay hết pin, em quay điện thoại anh em ạ. Anh em nhìn này, lúc sập vào nó vẫn thái độ bình thường anh em nhé. Nó còn nổ giọng luôn, lúc sập vào ấy vẫn nổ giọng anh em ạ.